Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ đêm qua, thời tiết ở các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc đã chuyển nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ đêm và ngày ở vùng núi phổ biến từ 16 đến 19 độ, trung du và ven biển từ 19 đến 22 độ. Tại thành phố Hải Phòng, trời nhiều mây có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ đêm và ngày chênh lệch ít, dao động từ 20 đến 22 độ. Dự báo đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh sẽ suy yếu và dịch sang phía đông nên mưa sẽ ngớt dần, trưa chiều có nơi hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở vùng núi phổ biến từ 17 đến 19 độ, trung du và ven biển từ 19 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 25 đến 27 độ trên toàn khu vực. Còn ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai.